Tôi là Bùi Văn Triền, ở Lâu Dung, Đồng Tháp. Bà con cứ khi nào rảnh tham quan vườn tôi chơi. Đây này không phải là phê nha, này anh em góp ý lại ý kiến về cái người nào hay ở, chứ không phải được phê tài của tôi nha. Mình biết thuốc này, bà con biết thuốc khác, thì mình phối hợp lại là mình gợi ý với nhau nên lập vườn. Nhận được một cái lời mời rất là chân thành của chú, thì hôm nay kênh kỹ thuật cây trồng trở lại thăm vườn của chú. Thì như bà con thấy là cái trái nó cũng tương đối là to và được bao túi lưới rất là kỹ. Và mỗi một cây như vậy thì chú để từ 3 đến 5 trái. Và cái khoảng cách trái cũng tương đối là xa, khoảng tầm khoảng chú cũng chia sẻ là khoảng 1 tháng nha quý bà con. Thì quý bà con cũng thấy là cái cây mít, vườn mít thì cũng đang rất là sung và trái nó cũng mang rất là nhiều. Ở đây là cái cây này là quý bà con thấy là nó mang ở trên là 2 trái, xuống dưới 2 trái nữa là 4 trái, nhưng mà cái cây nó vẫn xanh và vẫn khỏe. Thì thoáng nhìn xa thì quý bà con cứ tưởng đây là cái cây mới, cây tơ, cái lá nó xanh, nó dày, nó đậm và rất là nhiều lá, nhưng mà quý bà nhưng là đây là cái vườn già của quý bà con. Và cái vườn này thì mới được phục hồi tầm khoảng 2 tháng nay. Thì kênh kỹ thuật coi trồng phối hợp với chú cũng như là một số kinh nghiệm của anh em chia sẻ đã khắc phục được một số cái hiện tượng nứt thân xì mũ và cây si ở trên cái vườn. Từ đó chúng ta rút ra một cái kinh nghiệm làm thực tế phục hồi lại những cái vườn đã bị nứt thân xì mũ hoặc là đã bị suy cây. Thì quý bà con thấy là cái lá này nó xanh đậm dày và bóng và búng đọt non, như vậy thì cái cây nó mới khỏe và đặc biệt là nó mang trái và nuôi trái cực kỳ khỏe. Thì nếu mà cái vườn chúng ta chăm sóc tốt, đi phân định kỳ và có một cái chu trình dinh dưỡng cho nó hợp lý, vừa dưỡng cây vừa nuôi trái và vừa phục hồi cái cây, thì đó là một trong những cái kinh nghiệm cũng như là một trong những cái bí quyết mà kinh nghiệm của quý bà con nông dân phối hợp với kỹ thuật cây trồng làm sao cho cái vườn chúng ta nó đạt và duy trì cái vườn chúng ta bền. Tại vì quý bà con biết là một khi mà cái cây mít nó đã xuống rồi đó, thì cái khả năng phục hồi của nó rất là chậm và chậm hơn so với các số cây trồng khác. Thì có khi mà chúng ta không để ý, chúng ta không phát hiện thì cái cây nó suy sụp hoàn toàn. Được chưa? Chú lâu lâu mình kiểm tra, mình mở cái bọc này ra nghe chú, kiểm tra coi nó có bị diệp sáp hay là bị sâu đục trái, rồi mình xịt thuốc cho nó kết quả, chứ để vậy là mình bọc vậy chưa chắc gì hiệu quả đâu nha. Đâu phải bọc là khỏi xịt thuốc, bọc là cũng phải xịt thuốc, lâu lâu kiểm tra một lần cho coi nó bị diệp sáp nè. Diệp sáp về là để mình phải xịt thuốc thêm, ở ngoài xịt thí vô chứ không có để vậy là chắc ăn đâu chắc ăn được. Mình mở ra mình coi vậy nè, coi. Nó hiệu quả thì mình để, còn không hiệu quả mình xịt thêm nè, bị kiếp sáp nè, thấy chưa? Kiếp sáp lại cho xịt thí xuống luôn à, khỏi cần mở, cũng hết nữa. Nè, cái trái này là bị kiếp sáp hút là không lớn nè, còn trái này không hút mà nó lớn nè, nó tròn nè. Nó tròn, nó không có gì chân nè, bên này kiếp lớn một cái da nó không được bóng nữa, da nó đâu có đẹp đâu. Ra trên này cũng đồng thời một cây mà trái này đẹp nè, trái này xấu nè, trái này bị kịp khá phúc rồi nè. Tôi mời tôi xịt nữa nè, chứ để vậy là không được nè, cái vậy không hiệu quả, trái không lớn nổi đâu có được mít nhất đâu. Mình o hoài là phải có mít nhất mới được, vậy là xấu lắm rồi, không im rồi. Thì kính thưa quý bà con, kiếp sáp là một trong những đối tượng gây hại rất quan trọng trên cây mít. Nó gây hại từ cái rễ, rồi cái đọt non, rồi cái trái. Như trái này mình coi hoài là không có sâu nè, còn không coi bỏ liều, sâu không à, bán đâu có tiền bạc gì đâu.
ban nào không yên mình nhấp bỏ, đâu có để được. Em thì mình để, không em mình nhấp. Thì cái cây này nha quý con, lúc trước là nó bị nứt nứt thân xì mũ phía trên á, rồi sau đó chúng ta cắt ngang thì định nó là nó chết rồi, nhưng mà chú tưới phân và chú xịt thuốc á, thì hôm nay cơ bản nó phục hồi và cũng như là một cái cây mới trồng nha quý bà con. Cây nó lá nó ra nó cũng xanh cũng tốt. Là nó bình thường lại nè, thấy không? Phải không? Cái cây này nó bị cái sâu đục thân đó, bây giờ mình phải cắt bỏ một nhánh là nó phục hồi lại cây bình thường lại, cũng như cây mới trồng này, chứ không có gì chân á. Còn để dây dứt thân nhánh là chết luôn chứ không có sống nổi. Tôi cứ nhấp bỏ tới 2 lần thuốc nó là tốt đi ăn gì cũ, không có gì mà giải ngại cho nó. Còn để vậy là nó rút chết luôn, không có gì sống. Chết luôn nhánh đây luôn nè, mình không có tiếc nhánh nó bỏ, tiếc cắt bỏ chứ không có tiếc, tiếc chết luôn nguyên cây á, nó lên thân hình vậy. Cái cây này bị chi nữa nè, khi mình cắt ngang đó thì như này tốt nè, cắt ngang nhánh chân ba đó cho bỏ, không có để từ đây cho xuống nè, để xuống một cái trái để nữa nè, mình lên trên đó mình nuôi nó bỏ rồi không bỏ được, không có để được, nuôi là nó hư. Thì luôn nguyên cây mình cắt hai cái như nặng thùng đó là dưới này nó tốt lại đó, nó bình thường y như hồi còn nhỏ. Mình một ngày hai ngày là mình phải đi vòng vòng cái trái mít, cây mít coi sao, coi nó không nghiệp sáp thì mình thôi, còn có nghiệp sáp là mình phải phun thuốc phòng ngừa cho nó đừng có đóng cái trái, nó đừng hư á. Cái nào bị kiểm soát gọi là không khi nào nó tốt, da nó nhăn nheo chân nó không có được tốt, là cái mít đâu có giá trị, cái nó không lớn nữa. Mình săn sóc là chứ cái mít 10 kg mà cái mít không săn sóc là chừng 6 kg à, là bán đâu được mít nhất đâu có tiền. Nên lâu lâu cái mình đi nhắc nè, cái này nhấp bỏ để nó nuôi trái không có lớn. Một cây để 3 trái, 2 trái, để 4-5 trái là không có trái nào thân. Này như trái này nhấp bỏ nè. Cao rồi nhấp không tới rồi. Chị ra bên này ha. Thì quý bà con cũng chúng ta phải thường xuyên kiểm tra vườn, mà sau khi chúng ta bao túi rồi á thì một số côn trùng là nó vẫn tấn công nha quý bà con. Ví dụ như là một là cái con ruồi vàng nè, hai là con nghiệp sáp nè, ba là cái con sâu đục trái. Thì chúng ta phải kiểm tra thường xuyên mặc dù là chúng ta đã bao lưới rồi. Còn mình riết vậy là nó chết luôn cái cây này nè, không sống đâu. Thường ai bỏ nè, trước đây bỏ là lấy 2 nhánh này rốt lại đó, mình tiếc là cái nhánh này nó trái không hiệu quả nè, ăn lứa này lứa sau là cái nhánh cây này chết luôn không sống đâu. Chú để thử mấy lần rồi, nó cắt ngang là tưới thuốc tưới phân vô nó bình thường lại, nó tốt y như hồi còn mới trồng 1-2 năm đầu vậy đó, chứ để vậy là chết luôn cây này, không khi nào sống cho mà trái cũng không lớn luôn á. Cái này mình tiếc là trái này ngắn hết trơn nè, không được tốt nè. Còn bên đây nè, thấy cây chung là trái tốt nè, nó đâu có xấu đâu. À, cái như cây này cắt ngang là cây này cũng chính tốt lại bình thường nè. Nói về trái này nha.
cây này hôm đó là chết nửa cây trở lên rồi nha. Mà bây giờ tôi tôi cắt ngang bỏ tôi tưới thuốc Covid chứ phân là nó trở lại bình thường, nó tốt như thường này. Nó ra này cái nhánh này cũng như cái cây to lên non này, tốt hết cái gốc à. Còn để cái cây này là chết luôn, không sống nè. Giờ nó phục hồi lại rồi nè. Cái da này hơi xấu vậy cho nó chắc tốt. Cây này ăn chứ 2-3 năm nữa chưa chết nha. Nè nó phục hồi cái cây, nó ăn cái thuốc rồi nó ăn phân cái ghê, nó ra lá non, đọt non, cây non lại rồi nè. Non y như là cây mới trồng đó, có gì đâu. Nhấp cái này luôn nha. Thì thưa con biết là nếu mà cái cây mà nó phục hồi như vậy thì những cái nhánh già thì nó cũng không phát triển lắm, nó cứ cằn thì như vậy chúng ta nên cắt những cái nhánh này bỏ để nó tập trung dinh dưỡng, nó phát triển lại cái cành mới để cây nó mau phục hồi. Thì cái cành này quý bà con nhìn thấy nó cũng xanh, cũng ra đọt, nhưng mà là cái lá nó cũng nhỏ quý bà con, lá nó ra nó nhỏ và cái lá nó hơi vàng, thì như vậy là cái cây, cái nhánh này nó quá già, thì chúng ta nên tiễn bỏ cái nhánh này đi để làm sao cho dinh dưỡng nó tập trung, nó phát triển những cái cành non. Vậy là tưới thuốc một tháng sau rồi tốt lại chứ không có gì chân á. À như mấy nhánh này không nên để nè. Khiến đáng chứ nhấp mà không khiến đáng đừng nhấp, nhấp ổn trên chánh lắm. Rửa cây lại ngon lắm. À, những nhánh này cũng không rẻ được nữa nè. Cái này nhấp bỏ nè. Cỡ nửa tháng nhất lên mới thu hoạch được nha, mà cái tới ngày thu hoạch là không dưới 10 ký 12 ký, chứ không dưới giết cái trái này là để hai trái trên, là hai trái trên từ 10 ký 10 mấy ký nữa, chứ để liên tục là 5-7 trái liên tục là không có khi nào hiệu quả. 6 ký trở lại chứ không có lên nữa đâu. Mình đựng tiết một cây 4 trái, hai trái này hai trái kia là 10 mấy ký không, chứ không có dứt. Để một cây cả chục trái 10 mấy trái là không bằng 4 trái đâu. Để 4 trái nó chứ ngon hơn 10 mấy trái, bán tiền nhiều hơn mà hiệu quả hơn. À, như cái mấy nhánh này là nhấp bỏ nè, thì tiếc không có lên thân hình gì đâu. Nhánh này là mình tỉa và cái nhánh cành khô bỏ. Tỉa ngang đây nha. Rồi cái trái này là không nên để nè. Cái này nè. Cái trái mà nó cái cuốn không nhô lên là trái không bự, mà cuốn dài trái không bự luôn. Cuốn ngắn mà cái nhô lên, cái cuốn nhô lên bự, trái mới bự. Trái này là để vậy là không khi nào bự, trái chừng 4 kg trở lại mà không có lên thân. Cái này là đâu có lên thân hình gì đâu. Thế này bà con coi anh ha, trái này không bị diệp sáp là nó lớn rồi nha. Trái này diệp sáp không lớn nè. Trái này có 6 ký, trái này 4 ký, mình phải phun thuốc vô, khỏi cần mở ra, mình phun đều hết trơn.
Một trái mít là không có phun một bên được, phải đi vòng vòng dắt cái mít phun mới được. Nè, bà con coi này, hang trái này không kịp tháp là nó xanh đậm, nó bóng cũng như là tha mỡ. Còn trái này bị kịp tháp nó vàng, da nó sần ở trên, nó không được tốt nè, thấy không? Nó sần sùi ở trên mà trái nó eo ngắn cho nó đâu có bóng đâu. Mà trước khi kịp tháp ra mình phải xịt đây, phun vô đây. Còn đây qua bên đây phun đây nữa, phun bên kia nữa là bốn phía nó mới hiệu quả. Còn phun con bên là nó nửa trái à, nó không hiệu quả. Diệp sáp là nó nóng không khi nào cháy lớn. Mình phải trị làm sao cho diệp sáp nó tiệt để mới được. Chứ để vậy là không hiệu quả. Cành nào khô mình nhấp bỏ, cành nào thấy không hiệu quả nhấp bỏ. Chứ đừng tiếc. Mình phải phát cỏ rồi mới ngon. Nè nha, cái này cỡ một đất mấy nha, mà mình để vậy là nó cút cây, nó sau này nó không có mọc trái đây được. Mình nhấp ngang đây cho nó nụ lại nè, sau này nó mọc trái cái chỗ này này là hiệu quả nè nha. Còn nó ra ngoài này là không hiệu quả nha. Nó nuôi cái trái không có đủ. Cái sinh dưỡng nó rút ra đây không đủ, không khi nào trái bự. Từ đây trở vô mình mẹ đó là trái mới lớn. Ví dụ ở đây là trái 6 kg, vô đây là 10 kg, chứ không khi nào nhỏ nữa. 10 kg của trên, 10 kg 15 kg. Trái này ha, bây giờ để có 2 trái, là 1 trái từ 15 kg, 2 trái là 30 kg, mà để 6 trái là 1 trái có 5 kg trở lại chứ không lên nữa. Mà xịt không trúng thuốc à, ngay cuốn là nó nắm cuốn trái không lớn. Mình phải lựa cái thuốc nào cho mát, xịt cho trái nó, cái cuốn trái nó đừng nắm là trái nó mới lớn. Còn nắm rồi là nó khi luôn không lớn. Nó không nắm cuốn trái giá 10 kg, 15 kg, mà nó nắm cuốn rồi cỡ 6 kg trở lại là già chứ không có lớn nữa. Cút lên vậy, về sớm lên cái thôi, đừng sớm 2-3 vòng không được nha, vậy đó. Còn nói trong thuốc á, à, cái trái nhìn cái trái này nha, cái này mà không bọc á thì một lần xịt lần, mà bọc phải chừng 2-3 tuần mới xịt lại lần, không có gì, không có dịp sáp, không có sâu kia gì hết. Lâu lâu mình đi kiểm tra, thì nhấp cái này bỏ này nha. Như cái này bây giờ mình nhấp bỏ nè, không có để nè, để không hiệu quả nè. Cái này giờ giật bỏ đi, cái này không kết quả rồi. Nè, cái này nè. Đầu bé không tới. Dặn luôn nha. À, như cái này bọc mà mình làm nó nha, mình bọc bây giờ mà thấy không kết quả sâu xia mình gỡ ra, bỏ gỡ cái bọc ra, mình phải cắt cái trái bỏ chứ đừng có tiếc. Thấy bọc rồi vậy là mình để là không hiệu quả. Mình bẻ trái này bỏ chứ trái này nó lớn hơn gấp đôi, còn mình tiếc trái này là trái này không hiệu quả, 2 trái không bằng 1 trái. À, như trái này nè, mình không thấy giờ bọc là mình bỏ nè. Bà con đừng có nói mới lớn rồi tiếc, không tiếc, bỏ. Không có nên để. Nè, trái này giờ mình bọc lại này. Trước khi mình bọc á, mình xịt thuốc 2 ngày rồi phải bọc. Còn mà xịt không kịp á, phun thuốc không kịp thì bọc rồi 2 ngày sau xịt thí lên trên cái bọc cũng không có sao. Mình điều tốt hơn mình xịt trước rồi mình bọc sau, nó hiệu quả hơn. Hiệu quả rất cao đó. Còn mình tiếc rồi mình không bọc á là không có hiệu quả. Trái nó không tốt, bán không được tiền nhiều. À, cái cuốn này nên nhấp bỏ nè, nhấp đây là nửa trái đâm tại chỗ này nữa nè,
nó đâm bông ra đây. Trái này hiệu quả nè. Trái cây này hồi đó là nó chết đọt rồi, phân nhánh chết rồi, mà tôi cắt cái đọt, hai đọt bỏ, rồi đương phun thuốc trên lá, tưới thuốc gốc là nó phục hồi lại bình thường. Là tới hai lần là nó lại gấp 10 lần cái để nguyên cây. Để nguyên cây là có thể không gài là chết luôn rồi, không có sống đâu. Nè, như cái, mấy cái nhà lá này ha, nó bóng như tha mỡ vậy đó, mà nó dày, rất dày là nó mới sống bền, nó mới hiệu quả. Còn cái nó ra cái màu vàng mà lá mỏng đó là không có hiệu quả, cái cây không sống lâu. Nè, như vậy nè, thấy không? Bóng như tha mỡ luôn. Bà con biết tôi xịt thuốc gì mà bóng vậy không?